Đây là hình ảnh của bệnh nhân, thì trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương quay. Hình ảnh gãy đầu xương quay thì xương của bệnh nhân là nhệch ra ngoài và vào trong, mảnh xương vỡ vụn. Thì bệnh nhân bị hôm mùng 1 Tết chỉ định bệnh viện là bó bột, thì sau khi được bó bột được 25 ngày thì bệnh nhân đi kiểm tra lại, thì hình ảnh phim bó bột đấy, thì hình ảnh xương lệch ra ngoài vẫn như ban đầu, tức là vẫn như 25 ngày trước bệnh nhân mới bị. Thì hình ảnh trên phim thì xương vẫn đi lệch như vậy. Xương không hề liền một tí nào sau 25 ngày bó bột. Đó. Nhìn kỹ hai phim nữa thì bệnh nhân có máy ký kiểm tra thì hai phim vị trí gáy không khác nhau tí nào, xương không hề liền. Thì hôm nay bệnh nhân nhà thuốc ra điều trị cho bệnh nhân, nhà thuốc phải kết hợp với phương pháp nắn và bó thuốc. Ổ gáy phức tạp đầu dưới, xương quay tay trái. Mùng 1 Tết là gần tháng đó. Hai mấy ngày rồi, hai mấy mươi ngày, hai rồi. Bốn ngày rồi. Cái này là thuốc gì? Tay này. Rồi. Cái bột thì nó dẫn về nó tù cọc cọc. Mấy ngày xương là can thế nào đâu mà. Coi như là thì đầu xưa không hề can thế nào vấn này không không mấy không can thì nào không không không, can không thì liền thì nào à không liền thì nào cả à đâu không liền là lý do là tuổi cao rồi nó chậm không phải xương không nằm không phải vào mà chưa vào đúng khớp không ạ chưa vào được đi về đây đây cầm đây cầm đây hay ai ai chịu đi này. Thôi chị mày đi luôn. À, mấy ngày chịu đâu. Ngày đồ rượu đấy 3 lần là cháu nhá. À? Hôm nay có đồ rượu của nái 3 lần là cháu. Đồ rượu nó như thế nào? Có lá này. Bùi rượu. Bùi rượu. Rượu trắng. Rượu trắng này. Rượu vodka cả rồi. Không, rượu không, trắng. Rượu trắng, rượu trắng. Vodka toàn cồn. Mua mua rượu trắng mà ta mua mà ta thắp hương để mấy không, không, rượu gì? Rượu mình đun đi. Rồi sang đấy, sang nó cũng được. Và sang được mua là rượu. Mua rượu ngon ngon. Thế còn nếu mà rượu không được là rượu mất mạng. Dạ.
Dạ. Rượu lược là rượu mâm. Cũng có rượu trắng. Rượu trắng không rượu mâm. Còn đi rượu mâm thì cho nhé em. Cứ ngày mở cái này trong cho rượu vào. Mà một bạch này đục đi. Ủa rượu ướt à? Vâng, đục ẩm ngày 3 lần sáng trưa chiều. Bó này tầm 20-25 ngày khỏi được. Bó luôn thì 15 ngày khỏi. Cái bó thì 25 ngày mà trong 25 ngày mới bỏ thuốc ra. Trong 5 ngày hay không miếng á? 5 ngày thôi. Vâng. Bao cho tay cho luôn cho. Treo luôn không? Treo khăn này không? À đây, khăn này. Treo khăn. Khăn cho em. Vâng, đúng rồi. Khăn tốt quá. Rồi. 5 ngày theo miếng. Thì ngày 3 là thay... Vâng, ngày đủ chậm hơn rồi đấy. 20-25 ngày đã khỏi. Vâng.